container bị đốt cháy đen, mở ra lại là lô hàng có giá trị. Đây là thùng hàng được gửi từ Thượng Hải, trên đường xảy ra sự cố mới thành ra như này. Cái này mà cũng được mang ra đấu giá, đám đông tỏ vẻ không hứng thú lắm. Dùng kìm mở khóa, khoảnh khắc chiếc cửa được mở ra, mùi khói cháy xộc vào trong mũi, có mấy người suýt nữa nôn ra. Với lô hàng cháy xém thế này mà hai anh em da đen vẫn có thể ngửi ra được mùi tiền trong đó. Bọn họ dồn sự chú ý vào chiếc thau đồng này. Hai anh em người Isaro cho rằng lô hàng này không có giá trị. Cái đống cháy rụi này thì bán được bao nhiêu? Matthew không nghĩ vậy, thùng container này được vận chuyển từ một thành phố lớn là Thượng Hải. Rất có thể sẽ có món hàng giá trị, hôm nay nhất định phải đánh cược một phen. Kết thúc thời gian quan sát, tiếp theo sẽ là thời gian đấu giá. Matthew mở màn, con số khởi điểm là 1 đô. Có khinh thường thùng hàng này quá không vậy? Mọi người có vẻ không hứng thú với nó lắm. Con số lên được đến 1.000 đô, Matthew trả thêm 250 đô. Sau vài lần đấu giá con số lên được 2.000 đô. Matthew thể hiện rõ quyết tâm muốn giành được lô hàng. Hai anh em da đen và Matthew tham gia vào trận chiến lần này. Matthew thể hiện rõ quyết tâm không nhượng bộ đến cùng, thái độ vô cùng thách thức, cuối cùng đã giành được chiến thắng với giá 5.250 đô. Sau đây là phần mà mọi người mong đợi nhất, lời hay lỗ thì phải kiểm hàng mới biết được. Matthew nhờ bạn đến giúp, mấy thứ này chỉ có thể bán được sắt vụn cùng lắm là được 8 đô. Anh nhôm này bán được khoảng 80 đô, loại thép không gì này có thể bán được 3 đô. Thùng hàng cuối cùng mới là bất ngờ, trong này toàn là đồng thau. Matthew hét lên sung sướng, đây đích thị là thứ anh muốn, có thể bán được khoảng 8.000 đô. Ước tính hôm nay anh đã lời được khoảng 6.750 đô. Tuyệt quá đi, thùng container thứ hai hôm nay rất thú vị. Đến từ vùng đất giàu có Tanzania, vì không có ai nhận thùng hàng này, nên nó đã được mang ra đấu giá. Mọi người vừa nghe đến Tanzania đã nghĩ đến một đống kho báu. Khoảnh khắc chiếc cửa được mở ra mọi người đều rất ngạc nhiên. Rõ ràng những món đồ bên trong không phải dùng để đao rau củ, đây là loại máy dùng để khai thác vàng. Hai anh em châu Phi lấy đất cho vào miệng thử, hình như có mùi vàng thật này. Matthew quan sát tỉ mỉ, cho rằng bên trong ắt hẳn phải có món đồ tốt. Hai anh em châu Phi cho rằng có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, vội vã tìm hai anh em người Isaro thương lượng, sẽ cùng nhau giành thùng hàng sau đó chia tiền với nhau. Phiên đấu giá bắt đầu, người đầu tiên ra giá 5.000 đô, Diana trả giá từ 8.000 đô lên 10.000, Matthew trả giá 15.000 đô, Diana hét lớn ra giá 22.000 đô, nét mặt thể hiện rõ sự quyết tâm, đang lúc sắp giành được lô hàng. Hai anh em da đen trả giá 25.500 đô. Diana cho rằng bọn họ hợp tác với nhau là đang gian lận, tức giận chửi bới rồi rời đi. Bốn người giành được lô hàng vô cùng đắc ý. Tiếp theo đây chính là phần mọi người mong đợi nhất, để xem cái máy đào vàng này còn dùng được tốt không. Một người ngồi lên xe lái thử, u là trời, có thể dùng được này. Bốn người vô cùng hào hứng, cái máy này rất có giá trị, có thể bán được với giá 1.000 đô. Đây là mấy cái máy phát điện hoàn toàn mới, bán được với giá mấy nghìn đô. Mấy thứ đồ linh tinh này có thể bán được vài trăm đô. Cái khay lọc vàng chẳng giá trị mấy, bán được khoảng 6.000 đô chứ nhiêu. Bất ngờ lớn nhất ở đằng sau, một chiếc thùng két sắt nằm phía trong, chắc chắn có vàng trong này. Quá rõ ràng rồi, cái này không để đựng vàng thì còn đựng gì nữa. Xem ra hôm nay có thể ăn mừng lớn rồi. Bốn người háo hức không đợi được thợ phá khóa đến, lấy luôn chiếc xe múc phá khóa. Chiếc két rơi xuống đất, bên trong là một tờ giấy ghi nợ. Bốn người bực bội, may là đằng sau vẫn còn một món đồ nữa. Cái này không phải dạng vừa đâu, đây là máy sàng kim cương mẫu mới. Cái này khoảng 10.000 đô chứ nhiêu. Lô hàng này cũng không tệ, chia ra đầu người thì mỗi người được khoảng 2.500 đô. Chương trình đấu giá container hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ ấn like và follow page giúp mình nhé.